Merit Tucker Golden, 36 tuổi, lãnh án tù vì bắn chết con gấu Bắc Cực nhưng không tận dụng xác gấu làm thức ăn. Christopher đã bị tòa án sơ thẩm liên bang đặt tại tiểu bang Alaska phạt 3 tháng tù về tội săn bắn và bỏ phí thú biển. Sau khi ra tù, Christopher sẽ phải trả 4.500 USD tiền phạt, chấp hành 1 năm quản chế, đồng thời bị cấm săn thú biển trừ cá voi. Bản án xác định, Christopher là thuyền trưởng tàu săn bắt cá voi và thường để thịt cá ngay tại sân nhà thuộc làng cách Tovik, bang Alaska trong thời gian dài, dù địa phương có nhiều kho bảo quản thịt cho thuê. Nhà Christopher vì thế hay thu hút nhiều loại động vật tới ăn thịt cá. Gấu Bắc Cực là cảnh tượng thường thấy tại làng cách Tovik, bang Alaska. Ảnh ADN. Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Christopher bắn chết một con gấu Bắc Cực đang ăn thịt cá trước sân nhà riêng và bỏ mặc xác gấu ngoài sân trong 5 tháng liên tục. Tới ngày 22 tháng 5 năm 2018, xác gấu được vứt ra bãi rác thành phố cách Tovik. Theo luật bảo vệ thú biển bang Alaska, Christopher là người bản địa bang này nên được phép săn bắn gấu Bắc Cực, nhưng phải nhằm mục đích lấy thịt hoặc lông. Hành vi giết gấu nhưng không tận dụng các bộ phận bị nghiêm cấm. Thẩm phán nhận định Christopher có nhiều cơ hội để tận dụng các bộ phận của con gấu, như lấy thịt làm thức ăn hoặc lấy da làm quần áo nhưng không thực hiện. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Christopher như trên. Cách Tovik là ngôi làng tọa lạc vùng Bắc Cực tại bang Alaska. Trong thập kỷ vừa qua, ngôi làng này đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch nhờ quần thể gấu Bắc Cực lớn. Quốc đạt theo Anchorage Daily News Let's Blog Ask Why.